Hay quá, được xe lóc bóng không? Kiểu là random đéo Đứa pha cũng được mà. farm. Không có thò đép ghi là chỉ đép Ô, sao mình đít nữa, chắc là không đít rồi. Hôm nay đã quá nhiều thứ xui xẻo rồi. Nào thì đít vua, nào thì di xét lan, nào thì mẹ mày màn hình xanh. được. Bây giờ nó mất điện nữa thôi, đủ combo đấy. Có màn hình đen mà Tối mấy giờ chiến, Uzi chắc là tầm tactical 8 rưỡi. đấy, tactical hôm nay có sếp sẽ sếp sẽ xem nè. Tụi anh chơi gì á, lại custom map thôi. Chơi lại Pokemon đi. Tí chơi lại Pokemon. Được. Anh em có code để load kìa. À đâu xin là xe đâu. Ủa má có hai win mày xe cái gì. Có chủ nhật để chơi game ra net thì không có máy á. Ui, tôi để ý là tôi xây ra thần anh em ạ. Vãi cả xây ra thần. Xây thần này như thần cơ bản. Xây ra thần là Ê, anh em ơi, hình như tôi lại thấy sắp đít game rồi hay sao ấy. Tôi lại thấy sắp đít game rồi hay sao ấy. Đùa. Tôi xây thần là tôi thấy sắp đít game rồi đấy. À mà hình xanh lần nữa vui đấy. Rồi tí chơi một ván Pokemon xong lại chơi một ván Clash of Clans nữa được chưa? Hợp lý chưa? Xong nghỉ ngơi cơm nước rồi tối chúng ta lại chơi tiếp nhá. Thấy chưa? Anh em thấy thế hợp lý chưa? Anh tiếp tục cái gì? Anh tiếp tục cái gì? À, anh phi nho em. Bây rồi, giờ anh tất cả anh em chơi phi nho đi. Bây giờ anh quen quen quen, quen phi nho rồi. Hợp lý với lồn à? Ok. Xin lỗi nói bậy nhá. Hợp lý VLOZ. Ok. Lý bả liền chứ. Hợp lý bả liền. Em đi thì đánh đâu. Đây anh vừa em được rồi. Là về nhất thế nào? Cái map này ấy, mỗi một lần chơi nó gian đừng cái tỷ lệ cây cây sẽ được bán được nhiều và giá cao ấy. Chứ nó không không cố định một cái chế, một cái mức độ nào cả. Ví dụ chơi một map này nó sẽ gian đừng cây nho sẽ tỷ lệ cao hơn 20%, hoặc là cây cà rốt cao hơn 20%, hoặc là cây bí ngô cao hơn 20%. Tôi nghĩ vậy. Chứ nó mà cố định một loại cây thì không hay lắm. Nên là cái này anh em chọn chọn thì anh em chọn làm sao cho nó hợp lý. Nó trong bốn quay đầu là không có phê được cái này mà. Mấy quay đầu không cũng tùy đấy. Hồi hồi trước anh chơi ngay từ quay 1 là đã nho giá nho đã cao rồi. Thỉnh thoảng chơi thôi chứ không phải chứ thường xuyên thì vẫn là giá thấp. Không phê bí nữa à? Ừ, bây giờ chuyển sang phê nho rồi không phê bí nữa. Phê bí không phê lắm. Nho phê hơn. Nay anh có chơi chế độ ẩn nữa không vậy? Ui, anh đang chơi chế độ ẩn đấy em. I love you. Ôi la, cháu nghe tiếng rồi. Thế nhé. Có nghe mà, cảm ơn Hiệp Nguyễn nha, cảm ơn ông. Tưởng lâu lâu rồi. Đang ngồi có nghe thấy tiếng, tiếng hay lắm. Tiếng này. Đùa chứ anh em nghe. Nghe tiếng. Đùa chứ anh em nghe tiếng donate hay không? Donate cái nữa tôi nghe cái nào. Anh em nghe tiếng donate nhạc donate hay không? Nhạc hay thế mà anh em đéo donate thì. Rồi cảm ơn Hiền Nguyễn nha. Cảm ơn ông. Chào Đông Trần nha. Có ăn càng ngày càng đông nhỉ. Cái sau là Hà sẽ làm quản lý. Cái gì? À, kết rồi. Hà anh cho bay rồi. À, nhớ rồi. Tại vì gần đây không thấy Hà. Này gọi là đi bán thôi. Hà đi buôn lậu nhiều quá rồi. Anh chờ đủ việc.
tối qua xây bí 20 quê đầu, bí rất thảm hại, đến những quê sau lên giá cái đổi đời. Ờ, nói chung là cái này nó cũng... cái đấy nó cũng là một cái hay của cái map này. Chứ nếu mà cứ vơ xây xong cây nào bán cũng giá cao thì nó lại không hay. Ngon, bán được đây, ngon. Phê cà rốt kìa. Ờ, anh em phê cà rốt ngon kìa. À, thêm cường. Cả tuần chỉ xem được thứ bảy chủ nhật á, thứ tư tôi cũng chơi cắt tầm ấy. Chồng cần thì anh nhiều tiền lắm á, phê cần à? Rất tiếc là trong đây đều có, rất tiếc là trong đây đều có cây cần hoặc là cây heroin. Chỉ có cây cần và cây heroin là cũng phê con mẹ rồi đấy. Anaga luôn. Tính ra bác mà cho cây cần với cả cây heroin thì hợp lý. Kể ra cho nhiều loại cây hơn hợp lý. Gian đừng thêm khoảng tầm 2, khoảng tầm 7 loại cây là hợp lý. Hợp lý. Không ra tiền á. Tiền xíu á. Giờ không trên tiền. Sơ sơ từ đây về bắt điện còn 18 cây nữa. Ai ra. Ok. Thôi ta đi ra. Ờ đi. Đang làm ra. Ôi, con ghê, xe trụ đây con ghê. Tối hôm qua thua map này à? Ờ đúng rồi. Chồng nhau auto lời á? Không, không hẳn đâu. Anh từ anh vừa thấy gì không? Hên xui hả? Thần á? À thánh á, ui, ngon đấy. Ui thánh luôn rồi, em với con ghê. Xây ra thánh luôn à? Nãy, nãy là 5 người được thánh luôn á. Có đâu? Sao không xây chính giữa anh, giữa có 3 slot á? Bởi vì anh để một slot đây để dự phòng. Để xây những con 1.500 vào đấy. Thằng khỏi lúc ông xây lên thằng, hôm nay nó bảo xây lên thằng học. Thằng khỏi lúc ông xây ra siêu này. Anh xây ra siêu này. Anh xây ra siêu này. Đúng nhau rồi. Gọi sói nhiều phủ đam rồi, ờ đỡ nốt quên này. Em cố gắng cố chống tự nha, nhau bây giờ nhiều lắm. Xong lúc bán có công ăn chặn phát hết mẹ tiền. Đúng rồi. Người ta gọi là mẹ mày đầu xuôi và đuôi đéo lọt đấy. Người không cần. Theo anh không, anh đang chơi chế độ khó tiềm ẩn. Càng tìm càng ẩn. Đầu tiên để có sếp mà, chế độ đầu tiên là phải có sếp. Không anh. Rốt 51. Con đó là thần không phải siêu do lỗi đấy á. Con nào là thần? Con rùa này á. Con nào là thần cơ? Đó con rùa là ấy mà siêu mà. Con máy bay á? À con này à? Con này là thần à? Con khí cầu là thần á? Đâu đánh xem nào. Ừ con khí cần là thần. Ngon 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 ngon. Ok ok cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em. Anh à, rồi rồi. Tôi hiểu rồi anh em. 92 nho này, bán nho này. Ui ơi, slow lại giữa map luôn này. Ghê gớm. Ôi, chín bó anh phê chẳng rồi, anh phê chẳng này rồi. Lúc nãy anh phê, lúc ấy anh phê nho được 92 giờ lên 100 này. Không sao. Dễ đâu khó đâu nhỉ. Ờ cái này nó không khó đâu, chủ yếu là ông có may mắn hay không thôi. Cái này may mắn là thật. Ờ, quên ông khỏe đấy, quên ông có cả slow, có cả dam, có cả búp búp tốc độ luôn. Còn... mất chó rồi, giờ tăng nữa tăng 2000 ba. Bom, cờ lóc này, cóc này, ngựa này. What is it? Right here. Job's done. Job's done.
Được hai quê nho. Quê Lam vừa xây ra ở dưới đó, ok, biết tôi biết rồi. Ông ơi tí lắc vàng góc của tôi đi thôi. Tôi đéo tin ông đâu. Hình ra không có slow đâu, nhìn kỹ đi. Hình ra tin ra khi tấn công có 30% gây ứng làm chậm ấy. Làm chậm không phải slow à, hay làm chậm là tăng tốc độ di chuyển. Tiến sĩ cường nghiên cứu sao mà. What the fuck tiến sĩ. Em là bác học à. Thánh à, cũng được. Tin người VCL. Có hai con rùa à? Tôi thấy có những cái vị trí hợp lý để slow là vị trí này này, vị trí này này và vị trí ở góc dưới này là những cái vị trí để slow đẹp. Cái này không cho cờ, không có clear cái ấy đi nhỉ. Rồi tôi vừa phê nho rồi anh em. Ba nhà hai cốc. Tiny à? 57 à? Ôi, để gỗ làm nhiệm vụ lấy gỗ đã. Nhiệm vụ sao được? Nhiệm vụ trồng 3 loại cây ấy. Mỗi loại cây 3 phát. Ông để tầm 900 gỗ làm xây cùng một lúc nó mới được nhiệm vụ đấy nha. Anh ơi siêu hay thần khỏe hơn á? Thần khỏe hơn siêu chứ không phải thần không phải khỏe nhất. Chào ông Tân nha. Hai ô kìa anh. Giả lập nông trại à, đúng rồi. Đây chơi giả lập nông trại không ạ? Game này nông dân phê cần. Sao ông bảo gì? Một cà rốt 103 luôn con đấy. Nho giá cao này. Sao ông thả chó ở quên đấy. Bây giờ thả. Ui lại hai con bò này. Thôi ghép bò đi. Ui hai nhà này luôn. Thiên tướng Francisca 25 kêu gọi sớm từ thiên lôi à. Ừ. Được. Gắt. Thiên tướng là ăn được con 22 ca máu chưa? Được rồi. Nhưng mà chờ quay 15 lắm thì một cái đẹp nữa là này. Rồi anh ăn luôn. Nào. Mẹ đánh trận này mẹ thằng này nó ra 7 cái nhà slow. Bọn đéo đi được. Ghê gớm. Này cái. Aha, slow góc dưới hợp lý. Hai trụ.
ba trụ gia chim hợp lý, cơ bản siêu thần thánh thần thoại thiên tướng. Cảm ơn Quang Mẫn nha. Con đó sốc ba đam tướng sướng lắm à? Ok luôn, duyệt luôn anh em. 97 à? Ôi, xây thêm cả. I bow to your will. What is it? Job done. All right. Right on. Job done. Off I go then. Job done. All right. Job done. Job done. Job done. Job done. Job done. Off I go then. Job done. Right. 100 nho. Ui. Quay lại 100 nho luôn này. Lại slow. Lại slow, lắm slow thế. Cái lúc mà cần slow thì đéo có, cái lúc không cần thì mẹ nó ra liên tục luôn. Anh thiên tướng à? Ghê vậy. Ờ thiên tướng. À sao Echan gọi là Nai, Nai vậy anh? Anh nhìn nó giống con Nai. Bị ngô này. Nhìn tếu vãi, vào chơi đi ông. Có rảnh không? Vào chơi với anh em cho vui. Áp thành con cua là. Từ bị ngô. Ok. Anh em quy hoạch nho đẹp phết nhỉ. Toàn những thanh niên là làm lông ở đây. Làm nông ở đây. Hai con ếch kia không ăn. Ừ, hai con ếch ăn luôn, hai con gà ăn luôn. Ui. Slow ăn luôn. Ui, ra tin ly luôn. Tin ly đánh ao e. Thiên tướng là con nào vậy anh đây? Thiên tướng là con này. Thiên tướng nó có rất nhiều thiên tướng đây. Tất cả trong cái vùng này là thiên tướng hết. Tất cả trong vùng này là thần hết, tất cả vùng này là siêu hết, tất cả này là bình thường hết. Nhò với cả đốt thất thù thế. Tôi vào chơi là ngồi phê luôn ý. Ừ thì đây anh em đang ngồi phê mà. Tôi thì phê nho này. Ông này phê nho này. Ông này phê gì? Ông này phê cà rốt này. Ôi. Ngọt. Lố vậy. Nhiều anh em phê cà rốt thế. Ui bí ngô cà rốt này. Được mùa cà rốt. Cà rốt đẻ sắp ỉu đến nơi, sắp bốc đến nơi rồi, may quá bán được. Hai con slime bằng một hi đó anh ghép đi á. Anh ghép ra thành tin ly rồi. Có không ai phê cường à? Trời đúng. Mình có nên ghép hai con tin đi để vào không nhỉ? Ghép đi. Thần thoại pick 10% cơ hội phun ra quả cầu lửa. Tôi túi hai thiên tướng rồi kìa. Hai thiên tướng rồi, nhanh thế. Vãi cả không biết chơi. Không biết chơi đâu, hên tôi mà. Hên tôi mà, thôi ông đừng xạo nữa. Rồi anh vừa ghép rồi. Đấy là nãy giờ đít á. Map này tên là Random Farmer Tower Dev. Hai con tắp được. Ăn luôn vào ngay làm gì nữa. Ôi giời, ôm nho nhiều quá rồi. Bao giờ mới được nho đây.
Ui, được mùa nho này. Trời ơi. Nó lại là được mùa nho luôn. Ôm nhò mãi cuối cùng cũng được mùa. May quá không thất thù. Thiên tường đánh xa cũng tùy tùy con thôi. Con nó đánh xa, con nó đánh gần. Thường những đứa không biết chơi tay rất thơm á. Anh biết chơi tay có thơm đéo đâu, tay anh thối bỏ mẹ ra. Em nói đéo đúng gì cả. Có nhất thiết phải thô đấy không phải không? tôi không cấm ông nhưng mà có nhất thiết phải đấy không? Kia phải thô thiệt với đấy. Ăn từ lâu rồi. 90 đồng à, bán luôn. Lấy tiền củng cố đội hình. Còn chơi theo giá xăng nữa, giá giảm nữa, game là ừ hay mà, ông chơi đi. Lại Salada. Lắm Salada thế. Thả con 22 nó máu chết được chưa ta? Con của ông á, thừa rồi. Ông hai thiên tướng mà. Hai con thù lóc lét. Thôi nha, thả thì coi nha. Hai con thù lóc lét. Anh em nào thẻ con, ông tụi tôi thẻ con 80.000 chơi đi. Ờ, ăn được đấy, ăn được 80.000 đấy. Được mà, không được. Nhưng mà thôi, để chắc chắn, để chắc chắn quay 25 ăn thả. Không tí thả lại lọt một phát lại mất mạng. Rồi, rồi, dễ lừa lắm. Để quay 25 thả cho chắc cú. Ván sau trên map gì vậy á? À, một là Pokemon, hai là Castle Fire. Ở trong tôi rồi, ông trên live. Lọt à? Rồi. Đâu nhỉ? Vừa lúc quái vừa ra luôn. Ờ đúng rồi, vừa lúc quái vừa ra đúng rồi. Tôi xong rồi quả lại mất mạng rồi. Ông phải căn cái lúc gần hết clip trong quay ấy, ông thả ấy là hợp lý nhất. Thôi, coi như là kinh nghiệm. Thêm một lần đau. Tôi đau nhiều lắm rồi. Ông cũng chỉ một lần đau thôi. Ờ lấy 10% dam ấy cho khỏe. 10% là cái thứ ba đấy. Nếu chịu nếu chịu biết. Anh cũng vừa tăng 10% rồi mà. Em là B10 rồi. Lúc đầu cứ bánh số rồi. Hai con Hydra kìa. Hai con Hydra có nên ép không? Phải ép đi. Ui, ép ra speed này ngon chưa? Cái tower speed thì chắc là để lại thôi. Tower speed là quá ngon mà. Ở giữa nó thì ngon rồi. Bây giờ có thêm một con thiên tướng đam nữa là ngon. Bây giờ có thêm một con thiên tướng cái gì nhỉ? Dimension ấy thì ngon. Làm nào để xây ra con thiên tướng đấy bây giờ? Cầu trời cầu Phật, lạy bốn phương trời, lạy ba phương đất. Nhầm rồi, đếp nhầm rồi. Lạy cái sai rồi. Để cái Magic là nhau tụi tôi. Để cái Magic là ông hòa lại. Rồi. Nó sau là má mẹ đi. F2 con heo ấy thôi. Heo làm gì. Heo phải để chứ. Heo đam nó to mà. 105 này. Ờ anh vừa bán nho rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chiến binh nha. Con thiên tướng nhìn cái hộp màu vàng mấy đam ngon với lời anh. Hộp màu vàng á? Màu vàng là đam gì em nhỉ? Thiên tướng Magic Case. Tăng gấp tôi. Đây là gấp tôi tốc độ đánh nữa mà, có gì đâu.
Tôi đánh thì mình xây cái tower lại cũng được rồi. À xây cái xây cây sồi lại cũng được rồi. À quên anh ăn được được 80 máu chưa em? 80k máu chưa? Nâng cái gì lên cơ vậy? Nâng cái gì lên nhờ? À, nâng đam á. Ông nâng đam lên cái tower đam increase đam ấy. 50. Con thiên tướng heo bổ vàng đam ngon đam cha ngon mà con heo phai đam to nhất. Con heo phai á, heo phai là con nào nhỉ? Đây gì? Ờ, con này có skin này ngon này, 1500 sát thương ngon. Cóc. Anh ăn được không? Anh ăn được rồi á, thả luôn. Em không có thương tướng em không ăn được rồi. Ăn được rồi. Đi đến đây mà mất được cây máu là thấy ăn được rồi. Đi đến đây cũng được cây máu đây. Nhưng mà quái đang hút quá là mất hút luôn. Không, ăn được. Điều động quân của ông. Quân của tôi có thiên tướng dồn đam được mà. Chạm lên nhằm nhò này. Con vợ đam to nhất á. Cái câu đấy phải nói với ông Hiệp là hợp lý nhất. Phải nói với ông Hiệp là hợp lý nhất. Đấy loạt con vợ. Sao lọt rồi? Em màu gì nhỉ? À, màu xanh nước biển à? Không có thương tướng. Ngay cạnh anh à? À. Yes, my lord. Nho 78 ít quá nhỉ, không phê được rồi. Tốc tấn ép phái tèo tên ốt rồi. Cái mình lấy nước rồi. Hai tớ mà chưa thấy tiền tướng mà. Nếu mà cứ không có rau thì ăn được. Phụ huynh hỏi là bây giờ mày thích ăn rau hay ăn đòn à? Cái nhà mà main building là nâng cấp cái nhà nào cơ? À, nhà main building á, nâng cấp cái loại đam theo cái quân thiên tướng của ông ấy. Thiên tướng của ông chỉ vào xem là cái hình của nó là loại đam gì thì ông up đúng như thế. Để bên để tôi xem cho. Để tôi xem nhá. Ông thiên tướng của ông là đúng rồi, đúng rồi. Thiên tướng của ông là ở đấy đúng rồi đấy, ông up đúng rồi đấy. Ui ông có hai loại đam thiên tướng cùng một loại đam kìa, ngon thế. Ngon đấy, ông up loại đam này ngon, up được up một được hai. Lên cái cấp 5 rồi. Ừ. Thế là ngon. 109. Up này còn cá đuối. Ô ngon này, ra dimension này. Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy. Đây lag rồi đấy. Đây lag á. Cờ lóc. Cờ lóc. Naga. Rồi. Chuẩn bị đít rồi đấy anh em ạ. Tôi thấy mùi đít ở đâu đó ở gần đây. Giật giật. Trời đùi. Thấy con bò nữa. Cái con bò kìa. Đã phải con bò đi. Con bò giữa kìa. Ui lại thêm cánh cổng Demon Gate nữa này. Ơ thế mình có 3 thiên tướng rồi đấy. Trận này không biết có lấy được sếp không đây? Có lấy được sếp ở cái quay này không đây? Giá như mà lấy được sếp thì ngon. Có động lực chơi cái map này hơn.
Thằng ba hộp sữa, thằng không hộp đào. Cô xấu à. Sếp á, sếp mà để ông thắng được nhiều, ông sếp nhiều, ông sẽ được nâng cấp cái con xây, cái con xây của ông ấy nhìn nó đẹp hơn. Skin ấy. Hay mà, nó làm như thế cũng hay mà. Có cái gọi là có cái mục tiêu để người ta lại ấy. Chứ ông chơi cái gì đó mà không có mục tiêu. Ui gãy rồi. Ngọc đạt dẹo rồi. Còn mềm mạng. Anh em không có thiên tướng à? Toàn thần thoại thôi. Không có thiên tướng. Không. Phải đen thôi mà. Thiên tướng. Quá đen. Yes, my lord. All right. What? Off I go then. Job done. 118. All right. Job done. Right, job done. Job done. Job done. Cho đồ thiên tướng đây, anh vừa cho rồi. Bây giờ anh để tiền để cho đồ thiên tướng. Bây giờ chắc là anh chỉ để tiền để cho đồ thiên tướng là áp trụ thôi. À, áp đam thôi chứ anh cũng chả xây nhiều. Ba thiên tướng rồi chẳng cần. Hai arrow thảo ở. Ba lần sát thương à? Ui, ba lần sát thương đúng cho cái Demon Gate luôn này. Ba lần sát thương phải cho con này chứ nhỉ? Đấy, hợp lý. Item nó phải là như thế. Magic này, normal này, normal này, magic này, mình sẽ up cái này trước rồi. Up đấy. Ui mình, thiên tướng của mình khác loại đam phải up cả ba cái. Trời đúng. Rồng băng thì dịch là sâu băng, chim lửa dịch là gì vậy? Rồng băng dịch là sâu băng, thì chim lửa sẽ dịch là nhộng lửa. Đúng rồi, nhộng lửa. Hợp lý. Ván này thiên tướng ngon ngon không? Ừ. Hai cái tròi. Hai chim luôn. Rồi up dam đã nào. Mà dịch này. Gà lửa. Ghép trụ cung tôi vừa ép rồi. Anh nghĩ ván này win không? À, nếu mà không đít. Nếu không đít thì sẽ là win. Win thế nào nhỉ? Phủ phui cái mồm anh em. Hôm nay có thiên tướng A này, thiên tướng làm chậm luôn. Ngon vãi. Anh không có thiên tướng làm chậm nhưng mà anh có thiên có đồ làm chậm. Có cái item này. Con thiên tướng đam cùng này nữa đẹp luôn. Mắt đam này. Thêm tí slow đi anh á. Anh nghĩ như này là đủ rồi. Góc này và thêm một con thiên tướng ở giữa là đủ rồi, chả cần thêm nữa đâu. Bây giờ anh áp đam thôi. V40 chuẩn bị win mất điện mới sợ. Nó lại là quá đen luôn đấy. Như thế là nó đéo muốn cho mình chơi game rồi. Số nó đen thì phải chấp nhận thôi. Nó gọi là hãng lìm phành phành. Ủa. Cường ba thiên tướng, ba thiên tướng à? Ba thiên tướng. Khi tấn công 10% thì 6 kẻ thù gây sát thương. Đéo cần. Ui, lại một nhà tốc độ đánh nữa này. Tôi có lên ép cái nhà tốc độ đánh lên không ta?
có nên ép lên không? Ý tôi thấy hoa vàng của thằng nào đấy. Hoa vàng những quả xanh rồi. Không để đó à? Ok. Để thì tôi nghe anh em, chứ còn mà anh em bảo ghép là tôi đéo tin đâu. Để thì tôi tin, chứ mà bảo ghép là tôi đéo tin đâu. Hai con ngựa vậy, hai con bi o rồi. Tin mình qua được 40 anh. Anh em bảo đẻ tôi còn tin, chứ còn riêng mà anh em mà bảo ghép đi ấy, là tôi đéo ghép. Đi một câu được một câu mà. Đéo. Thắng là ghép là đều như nhau ấy cái. Tao không chẳng chắc là nó ra được một con alpha nó bút gì đó. Ghép cái thua luôn đấy. Hai con đâm trao đó, hai con yo đi. Yo ở đây. Gà. Thấy cái nhà chính nó đi, ghép ra được không con Athas sao? Athas à? Thôi, cứ đừng. Đừng suy dại, đừng suy dại, anh em đừng suy dại nha. Con đê đi. Anh em đừng suy dại tôi nữa được không? Anh đê thêm tướng mà ông làm lâu rồi. Ghép hai con lại đi một con. Đừng cứ, đừng đừng có gạ soạc nữa, tôi đã bảo không thích rồi, cứ gạ thôi. Tạm nó tối là làm đi. Làm thì anh em mới tiên anh là thằng nào mới sạch được. Được cái thằng đó ông BD rồi. Làm đi. Không. Kimochi. Kimochi ư ư. Ép đi ông, bốn thiên tướng giữa cực mạnh. Trời đụ. Anh em nói câu những cái câu rất là khiêu gợi nhá. Ghép đi ông, anh em tin đâu, đồng bào tin đâu. Đã gạ rồi, chống cự là bụng bự đấy anh. Anh làm sao bụng bự được? Ông đấy Cường, tôi ghép mà. Hả? Tôi nhà mới này, nãy tôi không ghép mà. Nhưng mà nhà mới của ông là cái gì? Cái đấy luôn. Cũng được nhà đấy luôn á? Ở tôi ba nhà lận. Sắp đít rồi. Đi đừng có sợ gì hết á. Rồi tôi sợ lắm. Đấy. Ép chẳng may lại ra cái con đéo gì đéo liên quan thì thôi. Ra con bán thắt thôi, bảo bán luôn người tỷ. Bảo rằng là thắt luôn, lấy vân nữa. Mắc mất là 3% rồi người. 290. Cái con yo ở cộng cái khác kìa. Nó ơi, full 30 damage rồi. Không hẳn được nữa. Anh lấy cái khác đi, full 30 damage rồi. Full damage rồi. Full damage rồi. Anh Cường, cái con lấy anh sẽ mất rồi. Lấy đam là mát rồi. Ok. Cái do anh đem ra đi. Lấy cái xe nhà đi. Đây rồi, xe rồi. Bác rồi, rồi tôi biết rồi anh em. Anh ấy mắc đam là anh gì? Rồi bây giờ tôi bắt đam thôi. Yes, tôi còn đam chào, anh ghép hai cục đam chào rồi. Rồi anh em kinh chắc phải. Có nên ghép đam chào không? Anh em cho tôi lời khuyên thật lòng đi, đừng khuyên đẻo nữa. Ghép. Anh em cho tôi lời khuyên thật lòng đi. Nếu mà lần này ghép ấy mà lọt ấy là tôi lần sau tôi đéo bao giờ tôi tin anh em đâu, tôi thề đấy. Đây là lần cuối cùng tôi tin anh em. Ghép à? Ghép ui ôi. Thôi anh em suy dại, anh em mà nhiều anh em bảo ghép là tôi đéo tin rồi. Không có một anh em nào bảo không cả. Không có một anh em nào bảo không mà toàn bảo ghép thôi là tôi đéo tin rồi, tôi thấy một cái gì đó sai. Nó là cú lừa rồi. Mà cú lừa này là cú lừa hoàn hảo cơ, chứ đéo phải là cú lừa bình thường nữa. Cú lừa perfect. Ok. Thôi đéo ghép nữa. Tôi quyết định rồi. Đéo là đéo. Là ghép đi. Đéo. Mình tại yên tại chứ một anh. Đéo rút kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm thế là đủ rồi. Đéo ghép. Không. Không, tôi đéo tin anh em đâu. Tôi mất niềm tin rồi. Không mất bằng nào. Đảm bảo là thắt luôn. Mất niềm tin rồi, tôi mất niềm tin với anh em lắm rồi.
Đéo tin đâu. Tôi đéo tin đâu, bây giờ tôi cứng lắm. Tôi cứng như quả trứng, anh em đừng có dụ. Anh em đừng có dụ tôi nữa. Tôi cứng lắm. Nó thật chứ không có giỡn nào, ép hai con lại đi. Không. Thật ba anh hai con làm chậm được rồi. Còn anh hai con làm chậm nào? Có mỗi một con. Một con ấy. À ừ. Nhưng mà con này là tăng tốc độ đánh mà. Em có thấy chỗ đó không cần đâu, vì bóng nghĩ hai con nó đánh nhanh rồi. Đi. Anh em cứu lừa họ rồi hả? Cái đi chặt qua mua 40 anh đếp không nổi đâu, với cái tội lắm rồi tôi. Đu. Ba đứa tiên tướng xịt luôn. Giết luôn. Ừ. Mặt thấy chán luôn đấy. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rồi, xa ra ra cái đéo gì. Tôi tin nhầm anh em rồi. Tôi thấy lọt rồi đây này. Lọt mẹ rồi, tôi tin nhầm rồi. Mẹ đép đang ngon, tự nhiên bây giờ thấy lọt bà đó rồi. Cái này anh lọt được nha. Thấy chưa, lọt 3 rồi kìa. 3 lọt 3, nãy lọt thôi. Do nãy lọt xanh 2. Lọt rồi cái kìa. 40 vẫn win được, 40 vẫn win được. Không sao. Được là ok, không cần đâu. Không cần mấy cái quay đầu đâu. Ôi, ngon quá. Hợp lý. 700. Ngon rồi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, là cuộc đời vẫn đẹp sao. Ok. Đúng là ông trời không phụ lòng người anh em ạ. Người tốt thì ông trời sẽ ban cho những cái điều tốt đẹp. Anh em hãy sống lương thiện đi. Hãy cứ sống lương thiện như tôi đi, rồi anh em sẽ được gặp những cái điều mà anh em thấy rồi đấy. Tôi sẽ cường, chơi ông cường. Hả? Chơi gì? Thả bốt đi anh tưởng. Thả bốt ạ. Thả quái đi, quái đi. Thả đi, giờ thả được rồi. Từ. Anh thả bốt bé thôi mà. Nó vô nó giọng một khó chết luôn. Đúng rồi. Thôi cũng hai nè anh cường ơi. Hả? Đây. Ui, thả con nó làm gì? Quái nè, đẹp. Ui lại 3% ngội gấp 4 lần sát thương này. Ui sau cuộc đời tôi đã đẹp sao? Cuộc đời tôi vẫn đẹp sao? Cuộc đời tôi vẫn đẹp tươi. Chắc rồi. 16 mạng. Con này mà lọt thì cũng còn 6 mạng đúng không? Vẫn thua. Có sếp rồi. Có sếp rồi. Trời đụ. Đây là lần đầu tiên tôi có sếp anh em ạ. À. Anh em vỗ tay đi. Anh em vỗ cả chân đi. Bạch bạch. Chưa à? Vỗ nó thấy được chưa à? Quả này thắng luôn đấy, đép được đấy chứ. Đép được ấy. Này nhá, đừng có mà bảo đít game nhá. Tí đít thật là lần mai đéo chim nữa đâu. Thế nhé. Đừng có mà mồm thối ở đây. Ôi, cố lên nắng người anh em. Vỗ tay nào. Mẹ sao bao nhiêu năm cố gắng anh em cuối cùng cũng có sếp. Tôi có sếp rồi, ok. Tôi có sếp rồi. Chứ sếp cái nào. Đây rồi, chứ sếp. Đây rồi, tôi thấy code rồi. Chụp ảnh cái.